Hello, chào tất cả các chị thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học nhập môn đầu tư tài chính. Và trong cái bài học này thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị hiểu về cái thị trường crypto sẽ như thế nào. Thì do cái khóa học này là dành cho những anh chị nhập môn đầu tư tài chính, thế nên rằng gì tôi sẽ dùng những cái ngôn ngữ nó rất là đơn giản, nó rất là gần gũi với các bạn để tôi có thể chia sẻ cho các anh chị hiểu cái thị trường crypto nó sẽ là như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là gì, khi mà các bạn hiểu cái thị trường crypto như thế nào á, thì các bạn sẽ có một cái góc nhìn khác. Rất nhiều anh chị khi các bạn nhìn vào thị trường crypto á, các bạn sẽ nói rằng là thị trường này là một cái thị trường lừa đảo, tiền ảo này kia. Thì bản thân tôi trước đó cũng như vậy các anh chị. Nhưng mà sau khi tôi đào sâu vào, tôi cũng đi học những cái khóa học về đầu tư, thì sau này tôi mới nhận ra các bạn, tôi biết đến thị trường crypto và join vào thị trường vào cuối năm 2016. Thì tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng là gì? Có những cái thứ mà ở bên ngoài kia, đám đông, người ta họ chia sẻ, người ta nói, thì các bạn đừng có vội tin. Các anh chị phải dùng những cái kiến thức, các bạn cũng phải cần dùng những cái mối quan hệ, chất lượng của các bạn, để các bạn hỏi xem những cái thông tin nó như thế nào. Bởi vì rằng là gì, số đông họ sẽ không biết được, họ sẽ không thấy được cái tiềm năng của cái thị trường. Và thông thường số đông thì họ sẽ mất tiền. Khi họ mất tiền thì họ sẽ nói những cái thông tin rất là tiêu cực, nó không có thực sự hiểu đúng về cái thị trường. Thế thì tôi chỉ nói với các bạn, thị trường crypto là một cái thị trường nó còn rất là mới mẻ. Và các bạn biết rằng là gì, nó giống như cái thị trường, nó sơ khai giống như internet ngày xưa vậy đó. Các anh chị thấy rằng là gì, internet ngày xưa thì các bạn chỉ yếu là dùng vào Yahoo chat, thế hệ 8X thì hay dùng vào Yahoo chat, và các bạn dùng để nghe nhạc và ngồi ra chơi game, chứ không có những cái ứng dụng gì nhiều. Còn các anh chị có thể thấy rằng bây giờ rằng gì, internet ứng dụng len lỏi vào trong cuộc sống của các bạn. Bây giờ một ngày mà các anh chị không có internet thì các bạn hơi thấy khó chịu đó, đúng không? Thế thì cái thị trường crypto bây giờ nó vẫn hoang sơ như vậy, và đó là cái là cơ hội cho các anh chị. Thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu. Thì tại sao tôi để là gì, cái câu thế giới ngày mai phụ thuộc vào những người có tầm nhìn ngày hôm nay. Chúng ta là những người đầu tư, chúng ta là những người đi trước, thì chúng ta phải là những người có tầm nhìn. Và các anh chị nhìn thấy cái giá của Bitcoin từ khi khởi thủy, là cái thời điểm năm 2013, đến bây giờ, khi mà đạt đỉnh cái năm 2021 á, thì là gì? Đạt giá là hơn 68.000 đô, là tăng giá hơn 80 triệu lần trong vòng chưa được 10 năm. Thì để các anh chị nhìn thấy rằng là gì? Một cái thị trường mà ở đó là gì? Có cái cơ hội gia tăng cái tài sản nó rất kinh khủng. Và có nhiều anh chị đặt câu hỏi rằng là gì? Thế thì mua Bitcoin có bán được không? Các anh chị đừng có lo lắng. Các bạn biết rằng là gì, volume giao dịch ở đây là chưa thống kê chính thức nha các bạn. Thì một ngày cái volume giao dịch của thị trường crypto là hơn 17 tỷ đô. Chỉ nói với Bitcoin thôi các anh chị nhé, chứ chưa nói những đồng coin khác. Và nếu như nói những đồng coin khác thì các bạn thấy là volume giao dịch 24 giờ thì khoảng tầm ở đây là khoảng tầm 34 tỷ đô. Thì ở đây là những cái con số tương đối thôi. Để tôi muốn nói với các anh chị rằng một điều rằng là gì, các bạn đừng có lo là cái việc là mình có thanh khoản được không, nếu mà sở hữu Bitcoin. Thì tôi sẽ đi vào chia sẻ cho các bạn hiểu cái thị trường crypto này như thế nào, để cho các anh chị có một cái góc nhìn đúng đắn, có một cái cách nhìn đúng đắn. Thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu crypto là cái gì. Thì crypto các bạn biết rằng là gì, nó có rất nhiều tên gọi. Ở Việt Nam mình thì gọi là tiền ảo, nhiều người là gọi là tiền điện tử, nhiều người gọi là tiền mã hóa. Thì theo cá nhân tôi thì tên gọi nào thực ra là cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là các anh chị hiểu được cái bản chất thật sự của cái loại tài sản, của cái loại mô hình đầu tư các anh chị đang tham gia vào. Thì có một cái định nghĩa như thế này, tiền mã hóa hay gọi là cái tên cryptocurrency thì là một cái loại tài sản kỹ thuật số được thiết kế hoạt động như một cái phương tiện trao đổi, sử dụng mật mã mạnh để đảm bảo các cái giao dịch tài chính và kiểm soát, tạo thêm các cái đơn vị và xác minh cái việc giao dịch tài sản. Thì nếu các anh chị hiểu về những cái tính năng của blockchain và crypto, các bạn lưu ý blockchain và crypto nó khác nhau nha. Các anh chị cần phải phân biệt những cái thuật ngữ. Thì những cái thuật ngữ này các bạn có thể lên trên Google, các bạn có thể biết được. Blockchain nó là một cái nền tảng, một cái gọi là cái mảng lớn. Còn crypto chỉ là một cái nhánh trong đó thôi. Các anh chị hiểu crypto là chỉ là ứng dụng, một cái ứng dụng, một nhánh nhỏ. Giống như một cái cây to thì crypto nó chỉ là một cái cành nhỏ thôi. Có nhiều vấn đề không ạ? Rồi, thì
những cái crypto thì các bạn biết rằng là gì, nó hoạt động là gần như là tính năng phi tập trung, thì trái với những cái tiền kỹ thuật số tập trung mà hệ thống ngân hàng các bạn đang sử dụng. Ví dụ các anh chị thấy rằng là gì, các bạn sử dụng cái tiền Việt Nam đồng của mình ấy, thì chỉ sử dụng trong nước thôi, và các bạn bị kiểm soát bởi là gì, chính phủ. Còn về Bitcoin thì các bạn biết rằng là gì, những đồng tiền mà mã hóa này ấy, thì các bạn thấy rằng là gì, nó sẽ là cái thứ mà hiện tại cái chính phủ chưa kiểm soát. Thế nên là gì, ví dụ ở đây tôi có thể chuyển Bitcoin qua một bạn bên Mỹ, qua rất nhiều nơi. Giống như các anh chị thấy rằng bây giờ chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và những người Ukraine nếu mà họ cầm tiền của họ đi thì rất là khó khăn. Nhưng nếu như họ sử dụng tiền mã hóa thì họ có thể mang đi tới bất kỳ nơi đâu và có thể thanh toán được, và họ không có bị một cái ràng buộc gì cả. Thế nên rằng là gì, đó là cái tính năng ưu việt của cái thị trường crypto mà các bạn cần phải thực sự hiểu. Thì ở đây tôi chỉ chia sẻ dưới góc độ nó đơn giản và basic để cho các bạn hiểu crypto nó là cái gì. Thì ở đây có một cái câu chuyện, thì Bitcoin các bạn biết rằng là block mà khởi thủy đầu tiên mà do một cái người gọi là Satoshi Nakamoto. Thì cái người này chúng ta cũng không biết chính xác, không biết phải người này hay không. Tại vì các bạn biết rằng là gì, một cái thị trường tài chính được tạo ra thì do một cái giới tạo lập. Thì cái giới tạo lập này thì chúng ta không biết chính xác được. Thì chúng ta chỉ biết rằng là gì, một cái block khởi thủy của Bitcoin là ngày 3 tháng 1 năm 2009. Và các bạn biết rằng là gì, cái giá khởi điểm của nó là chỉ có 0.00067 đô một Bitcoin. Đó. Và các bạn biết rằng là cái giá đạt đỉnh của năm 2021 là 68.000 đô. Và có một cái câu chuyện các bạn, cái ngày 22 tháng 5 năm 2010 ấy, thì một lập trình viên họ đào được Bitcoin, thời điểm đó đào Bitcoin rẻ lắm các bạn. Và họ đã mua là gì? Hai cái bánh pizza với 10.000 Bitcoin. Và nếu mà tính cái thời điểm Bitcoin đạt đỉnh 68.000 đô thì hai chiếc bánh pizza này tương đương với là gì? 680 triệu đô. Thì các bạn hãy tưởng tượng là hai chiếc bánh pizza này được mệnh danh là những cái bánh pizza đắt nhất thế giới đấy. Thế đây là một cái câu chuyện vui để các bạn thấy rằng là gì, cái khả năng tăng giá của những cái đồng tiền crypto, trong đó có Bitcoin. Thì thực ra để đầu tư các bạn cần phải hiểu rất là nhiều thứ. Thị trường bất động sản hay chứng khoán hay crypto, nó đều có những cái chu kỳ thị trường. Và các bạn cần phải thực sự hiểu rằng là gì, những cái chu kỳ thị trường, vốn hóa của thị trường như thế nào, các bạn cần phải thực sự hiểu. Khi các bạn thực sự hiểu thì các bạn mới biết được rằng các bạn đang join vào đâu của cái chu kỳ thị trường. Các bạn đang join vào đâu, các bạn đang ở đâu trong thị trường này. Chứ không phải rằng là gì, các anh chị đừng có nghĩ ngây thơ rằng là thị trường crypto là một cái nơi mà là gì, các bạn vào là các bạn dễ kiếm tiền. Không có đâu các bạn. Số đông, các anh chị nghĩ rằng là gì, số đông hơn 90% vào thị trường này là mất tiền. Cho dù các bạn đầu tư chứng khoán hay là cổ phiếu, rất nhiều những cái tài sản khác bên ngoài, thì chỉ số ít kiếm được tiền thôi các bạn. Thế nên rằng gì, cái thị trường nào cũng vậy, mình phải có kiến thức thì mình mới mong là kiếm được tiền trong thị trường này. Rồi, cái vốn hóa của thị trường crypto thì các bạn thấy rằng là gì, còn đang rất là bé. Các bạn thấy vốn hóa của 100 công ty mà lớn nhất thế giới các bạn, thì các anh chị nhìn thấy sơ cái công ty Apple thôi. Đây là cái file mà cập nhật hơi bị trễ các bạn. Chứ còn cái file đúng của nó là hiện tại vốn hóa của công ty Apple nó phải tương đương khoảng tầm là 2.5 tỷ đô. Thì vốn hóa của đây nghìn tỷ nhé các bạn, đó tỷ đô, và vốn hóa của thị trường crypto các bạn thấy này, nó còn rất là bé. Nó còn nhỏ bằng một nửa công ty Apple cơ. Công ty Apple là gì? Vốn hóa của thị trường công ty Apple là hơn 2.500 tỷ đô. Mà vốn hóa của cả cái thị trường crypto nó không bằng. Cho nên rằng là gì, các bạn thấy rằng là gì, hiện tại là gì, là cái vốn hóa của thị trường crypto nó đang rất là bé, cực kỳ bé. Và đó là cái cơ hội cho các anh chị. Đó, thế nên rằng là gì, chúng ta phải thực sự nhìn thấy cái thị trường này, cái vốn hóa nó bé lắm. Rồi, các bạn đầu tư các bạn cần phải có cái tầm nhìn dài hơi. Thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn thấy được cái điều này nè. Các anh chị nhìn thấy cái thị trường crypto các bạn hiện tại bây giờ nó giống như một cái ao nhỏ vậy đó. Tức là những cái tổ chức lớn họ chưa tham gia vào được đâu các bạn. Bởi vì cái sự thanh khoản nó chưa có nhiều. Nên ví dụ chúng ta vốn nhỏ, ví dụ như vài trăm ngàn đô hay một vài triệu đô, thì vào trong thị trường này là con muỗi. Và thị trường crypto bây giờ các bạn, nó giống như là một cái ao nhỏ. Và dần dần những cái con sông con suối nó đổ về.
dòng tiền đổ về, truyền thông đổ về rất nhiều thứ, thì ngày càng nhiều người biết đến, dòng tiền đổ vào thì nó sẽ trở thành một cái đại dương mênh mông thôi. Thế thì quan trọng nhất cái giai đoạn bây giờ các bạn có thực sự hiểu, các bạn có thực sự tận dụng hay không? Và các bạn thấy rằng là gì? Cái thị trường nào cũng vậy. Chúng ta vào thị trường chúng ta cần phải có kiến thức. Và các bạn thấy rằng là gì? Nhiều người họ mất tiền bởi vì như sau, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì trong thị trường crypto các bạn biết rằng là gì? Ngoài cái tính chu kỳ của thị trường thì là gì? Vẫn còn rất nhiều những crypto rác. Các bạn biết rằng là gì? Trong chỗ này sẽ có rất nhiều những crypto rác, rác nhiều lắm. Và đó là lý do tại sao rằng gì, nếu mà chọn không đúng loại crypto thì các bạn sẽ bị mất tiền. Chưa nói là các bạn mua đúng loại crypto tốt, nhưng mà nếu các bạn mua giá không tốt thì các bạn cũng đu đỉnh, các bạn cũng mất tiền. Cho nên khi mà hiểu những điều này thì các anh chị sẽ có những cái sự chuẩn bị tốt, các bạn có kiến thức để các bạn làm gì, các bạn tham gia vào thị trường này với một cách an toàn. Thì các bạn biết rằng là gì, trong thị trường crypto thì có những cái tài sản mà tôi hay dùng từ là chúng ta hãy tìm những cái tài sản mà gọi là kim cương đang ở giá rác, tức là những cái đồng coin mà chất lượng mà có khả năng tăng giá rất nhiều lần trong tương lai mà giá nó đang rất là rẻ. Thì các bạn có thể chọn được những loại crypto như vậy bằng cách các bạn dựa vào những phân tích cơ bản và rất nhiều những cái yếu tố. Thì các bạn thấy rằng là gì, có những cái đồng coin như vậy. Rồi ngoài ra cũng có những cái đồng coin đang gọi là giá giống như vàng đang ở giá rác. Rồi cũng rất nhiều đồng coin đang ở gì, giá giống như là những cái thỏi bạc mà ở giá rác. Tức là những đồng coin mà nó có khả năng tăng giá trong tương lai, tăng giá rất nhiều lần. Bên cạnh đó thì các bạn biết rằng là gì, trong cái thị trường crypto này thì các bạn biết rằng là gì, hầu như rác rất là nhiều. Các bạn biết rằng là gì, top 10, top 20, top 30, nếu các anh chị chịu khó quan sát thì các bạn thấy rằng là gì, dần dần bị thay thế, dần dần bị thay thế. Thế nên rằng là gì, vốn hóa của một đồng coin làm ra hiện tại bây giờ chỉ có một số ít là gì, có được cái sự chấp nhận của cộng đồng. Còn lại hiện tại rằng là gì, các bạn biết rằng là trên này toàn rác cả. Thế nên nếu mà không có kiến thức thì các bạn đã mua những đồng coin ở giá cao rồi mà còn mua ở giá rác nữa thì các anh chị nghĩ rằng là gì, các anh chị làm sao có khả năng chiến thắng được. Nên đó là lý do tại sao các bạn cần phải có cái sự hiểu biết. Và ngoài ra các bạn biết rằng là gì, khi thị trường crypto nó phát triển như vậy thì rất nhiều những cái dự án MLM Ponzi nó mượn cái công nghệ blockchain. Thực ra để làm một cái đồng coin các bạn dễ lắm, giống như là làm một cái website vậy đó. Các anh chị nào mà thích thì tôi sẽ gửi tặng cho các bạn đồng coin tên là Hiếu Coin tôi tạo ra. Thì cái việc tạo ra nó dễ lắm các bạn, chỉ cần vài bước thao tác là các bạn tạo ra một đồng coin rồi, không có gì ghê gớm cả. Nên rằng là gì, các bạn đừng có để người ta nói rằng là gì, à đây là đồng coin công nghệ này công nghệ kia rồi gì đó, thì rất là dễ. Một cái tokenomics để gắn lên trên nó dễ lắm các bạn. Thế nên rằng là gì, nhiều anh chị mua phải rác đồng coin rác, rồi nhiều anh chị mua phải những shitcoin nữa. Và tôi thấy có rất nhiều anh chị các bạn bị u mê, các bạn bị tẩy não bởi những cái đồng coin rác như vậy mà các anh chị cứ thần tượng. Nên rằng là gì, tôi nói các bạn á, đòi hỏi phải có kiến thức. Mua đồng coin tốt mà mua với giá cao thì các bạn cũng không có được lợi nhuận. Ví dụ này, các anh chị có thể nhìn vào đây là Bitcoin. Ví dụ ở đây là các bạn thấy rằng là gì, đây là giá của Bitcoin. Các bạn thấy rằng là gì, cái người họ mua giá mà ví dụ như vùng giá 7.000 đô, hoặc là thậm chí họ mua tại cái vùng giá 19-20.000 đô á, thì họ lên đây họ bán thì họ vẫn là gì, kiếm được lời được một khoản đúng không, rất là dài. Nhưng nếu nhìn anh chị các bạn không có kiến thức mà các bạn mua tại vùng giá này nè, xong rồi gì, các bạn bị lỗ bao nhiêu phần trăm, nếu so với giá hiện tại là các bạn bị mất khoảng tầm 60%. Cũng là Bitcoin nhưng hai vùng mua khác nhau, vị thế khác nhau thì các bạn sẽ có lợi nhuận khác nhau. Tương tự các đồng coin khác cũng vậy, các chị có thể nhìn thấy những đồng coin khác trên thị trường đấy, cũng là một đồng coin roi này, nếu các bạn mua ở cái vùng giá ở phía dưới này đó và các bạn bán ở cái vùng phía trên này thì anh chị có khả năng là tăng giá được 700%. Nhưng nếu các chị mà mua ở cái vùng trên này đó, các bạn hãy tưởng tượng các bạn mua ở tại cái vùng trên này thì bây giờ các bạn giá hiện tại bây giờ thì các bạn sẽ mất bao nhiêu phần trăm giá trị, các bạn mất 86% giá trị. Nên là gì, cái sự hiểu biết nó rất quan trọng cái gì ạ. Rồi nên thành ra phải chọn đúng loại crypto để đầu tư, từng thời điểm vùng giá rất nhiều yếu tố. Nên tại sao các anh chị mà nói rằng là gì, thị trường crypto lừa đảo, không có các bạn, đâu có lừa đảo đâu, do mình thiếu kiến thức thôi, do mình không có kỹ năng thôi, do mình chưa có trang bị đầy đủ thì mình vào mình mất tiền thôi, đó là chuyện hiển nhiên các bạn.
sẽ rất là vô lý, sẽ không gọi là không có hợp lý khi mà các anh chị không có kiến thức mà các bạn kiếm được tiền trong thị trường này, thì đó là một cái điều rất là vô lý các anh chị ạ. Rồi, thì trong thị trường crypto nó sẽ có rất nhiều thế hệ blockchain 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, nó sẽ phát triển rất là nhiều. Và các bạn biết rằng là gì, thị trường crypto nó sẽ có những lúc tạo trend. À, các bạn biết rằng là gì, cái năm 2020-21 là cái trend của GameFi, trend của NFT rất là nhiều. Và bây giờ các bạn thấy rằng là gì, có một số cái trend nổi lên thì bắt đầu là bị rụng. Ví dụ như là move to earn, hay là ví dụ trong giai đoạn vừa rồi có một số trend là gì, big data, hoặc là trend của AI. Thì khi thời điểm tôi làm cái video này cho các bạn thì sẽ có rất nhiều thứ nó sẽ phát triển nữa. Và các anh chị cần phải đi trong thị trường thì các bạn mới hiểu được. Và tất nhiên các bạn lưu ý là vào trong thị trường này, các bạn đừng có yêu công nghệ, mà các bạn phải thực sự hiểu rằng là gì, mục đích của các bạn vào thị trường này để làm gì. Mục đích của các bạn vào kiếm tiền thì các bạn sẽ biết rằng là gì, các bạn đầu tư tại cái thời điểm mà gọi là nó còn sơ khai. Và lúc mà rằng là gì, rất nhiều những thông tin tích cực tốt về dự án đó, thị trường lên đỉnh điểm, thì lúc đó là lúc các bạn thoát ra chốt lời, chứ không phải đầu tư vào dự án đâu các bạn. Cái này tôi sẽ chia sẻ ở phía sau. Thì các bạn, điều mà tôi hay nói các anh chị cần quan tâm bây giờ là cái gì? Thứ nhất, câu hỏi bây giờ các bạn đừng có hỏi là thị trường crypto khi nào nó sập các bạn, mà cái câu hỏi các bạn phải đặt là thị trường crypto nó sẽ phát triển như thế nào. Các anh chị biết rằng là gì, cái thị trường crypto này nó đã tồn tại hơn 10 năm rồi. Và không phải tự nhiên mà một cái thị trường như vậy nó sừng sững nó đứng các bạn. Phải có một cái lý do gì đó mà cái thị trường này nó mới tồn tại đến bây giờ. Và rất nhiều thành phần họ tham gia vào trong thị trường này. Thế nên không phải tự nhiên cái thị trường này nó tồn tại như vậy các bạn ạ. Và cái câu hỏi các bạn đặt ra là khi nào những cái quỹ đầu tư, các cái tổ chức họ sẽ join vào, và họ sẽ join vào như thế nào. Thì cái năm 2020-21 các bạn thấy là gì, rất nhiều những cái tổ chức và những cái quỹ đầu tư lớn họ đã join vào. Google hay là Amazon hay là Samsung, rất nhiều tập đoàn lớn, họ đã, Facebook, họ đã nghiên cứu, họ đã tập trung vào trong thị trường này rất là lâu rồi. Thế nên rằng là gì, cần chần chờ những cái thông tin, chờ cái thị trường gọi là cái xu hướng nó phục hồi, và lúc đó họ sẽ public ra rất nhiều thứ. Cái việc của chúng ta là gì, cần phải hiểu những thứ đó các bạn. Rồi các bạn phải đặt câu hỏi là vốn hóa của thị trường khi mà trong chu kỳ sắp tới sẽ đạt bao nhiêu. Đó là cái thứ mà các anh chị cần phải quan tâm là gì, sắp tới cái vốn hóa của thị trường thật sự trong cái chu kỳ tới nó sẽ đạt bao nhiêu. Chúng ta phải dự phóng, chúng ta phải biết rằng gì, nó có thể đạt được bao nhiêu. Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Đây là những cái thứ mà các anh chị cần phải thực sự là gì, các bạn có kiến thức, các bạn cần phải nhìn ra được, chứ không phải rằng là gì chúng ta nói suông các bạn. Nên rằng là gì, các bạn cần phải có những cái target để các bạn biết rằng vốn hóa thị trường trong tương lai nó sẽ là bao nhiêu. Chúng ta phải biết, chúng ta phải có những cái dự phóng để chúng ta rằng là gì, đầu tư vào nó. Rồi là gì, cái giá của Bitcoin chu kỳ tới nó sẽ là bao nhiêu khi mà dòng tiền đổ vào. Các bạn biết rằng là gì, giống như giai đoạn hiện tại đợt vừa rồi đã trải qua một cái con sóng, và rất nhiều người đã gì bay vào, các bạn đã đu đỉnh một mớ rồi. Thì là gì, thị trường nó luôn là như vậy. Khi mà các anh chị thấy những người khác họ kiếm được tiền, khi các bạn thấy rằng là gì, người ta đổi đời từ thị trường, thì các bạn join vào là lúc nó trễ rồi. Các bạn cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ là vậy đấy. Rồi là gì, các crypto nó sẽ thay thế top 10, top 20 hiện nay. Các anh chị thấy rằng là gì, trên CoinMarketCap này, các bạn chịu khó các bạn quan sát những cái năm trước, các bạn quay lại xem những cái năm trước các anh chị. Ví dụ như là gì, các bạn quan sát cái top 10 của năm 2014 thì là gì, những đồng coin nào. Và bây giờ những đồng coin này top 10, top 20 nó còn có nằm ở năm 2017 không? Thì các bạn sẽ quan sát, các bạn thấy rằng là gì, đó lý do tại sao các anh chị cần phải có cái sự hiểu biết để các bạn đầu tư vào những đồng coin mà nó có thể đi vào top 10, top 20 của CoinMarketCap khi mà chu kỳ mới nó tới. Rồi tiếp tục nữa đi, các bạn cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ? Các bạn đứng ngoài hay là tận dụng tham gia vào nắm bắt cơ hội? Thì mọi thứ nó sẽ phụ thuộc vào chính các bạn. Thôi các bạn cần chuẩn bị những gì? Hiểu về chu kỳ thị trường này, dòng tiền này, chiến lược làm giá, các cái chiêu trò của thị trường này. Các bạn biết rằng là gì, rất nhiều chiêu trò trong thị trường crypto, tí nữa tôi sẽ nói cho các bạn ở cái phần vị thế. Rồi là gì, chiến lược đầu tư của các bạn, chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của mình sẽ đầu tư như thế nào.
chứ không phải mình vào thị trường này là gì, mình cứ mua mua bán. Mình phải có kiến thức chứ. Rồi, thế thì kiến thức về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích on-chain, rất nhiều những kiến thức để chúng ta biết. Rồi là gì? Phân bổ các cái danh mục đầu tư, các cái chiến lược vùng mua, vùng bán, target chốt lời, vân vân. Cái này quan trọng lắm các bạn. Nếu các bạn không có những cái chiến lược như vậy, không có sự hiểu biết thì các bạn khó mà có thể chọn được vùng mua tốt, cũng không bán được cái vùng giá tốt. Cái này phải đòi hoàn thiện trong một cái thời gian dài, không thể nào một sớm một chiều được các chị ạ. Rồi các bạn có đủ kiến thức để nhận ra cái cơ hội. Kiến thức để nhận ra cơ hội nó khác với cái việc các bạn nắm bắt được cơ hội nha. Nhận ra cơ hội nó khác, nắm bắt được cơ hội nó khác. Thế nên rằng là gì? Các bạn có thực sự có cái kỹ năng để kiếm được tiền trong thị trường này chưa? Thì phải ngồi xuống đặt cái câu hỏi thật sự. Nên khi các bạn hiểu được điều này, các bạn sẽ thấy rằng là gì? À, tại sao những người ngoài kia họ mất tiền? À, tại sao những người ngoài kia họ không kiếm được tiền? À, tại sao họ mất tiền xong rồi họ nói thị trường này là gì? Scam, lừa đảo. Bởi vì họ không có nhìn nhận cái vấn đề là lý do chính bản thân của họ yếu kém, năng lực chưa có mà vào thị trường thì mất tiền thôi các bạn. Bản thân tôi trước đó cũng vậy thôi, không tài năng gì cả. Ai cũng đã từng là con gà, khi mà bị thịt, bị vặt lông cho bắt đầu khôn ra mới có thể là gì, trưởng thành được các bạn. Đấy, thì các bạn có cái kế hoạch cho nhiều năm tới không? Nên các chị cần phải hiểu được những điều đó các bạn. Thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các cái vị thế ở trong thị trường crypto. Các bạn có thể thấy là đầu tiên là gì, chủ sàn, những cái sàn giao dịch, sàn Binance hay gì vậy. Đó là những cái người gọi là lead thị trường, tạo ra cuộc chơi sàn giao dịch. Thị trường đi lên đi xuống, giao dịch như thế nào, margin future thì họ cứ thu phí. Thì các bạn thấy rằng là gì, đây là một cái cuộc chơi. Và những cái sàn giao dịch này họ cũng có những cái tay chân ở đằng sau, làm gì tạo ra những đồng coin rất là nhiều thứ các bạn. Vị thứ hai các bạn thấy rằng là gì, những cái đồng coin gọi là những cái chủ coin, chủ dự án. Thì các anh chị thấy rằng là gì, trong thị trường crypto này ấy, thì là gì, những đồng coin này là gì, luôn có những cái team họ làm ra, luôn có những cái team họ làm ra. Và là gì, cái việc của họ là gì, khi mà có những cái team họ làm ra như thế này ấy, thì họ bán cho các bạn những đồng coin đấy. Rồi các cái quỹ đầu tư lớn và vào đầu tư các cái dự án tại cái vòng seed round các bạn, tức là tại những cái vòng gọi vốn đầu tiên, cái vòng thiên thần ấy. Rồi tiếp theo có những cái quỹ đầu tư nhỏ nữa. Đó, họ đầu tư nhỏ vào các cái dự án ở những cái vòng là private round. Thì ví dụ như cá nhân tôi cũng có một cái quỹ đầu tư như vậy. Rồi là gì? Cái đội market maker, cái đội làm giá, đội MM, đội thao túng thị trường. Rồi rằng là gì? Các cái công ty cung cấp dịch vụ như là các cái đội mà media này, bot giao dịch này, hoặc là các KOL. Thì các bạn thấy rằng là gì, một số cái media lớn ở Việt Nam, ví dụ như là C98 này, thì các bạn thấy rằng là gì, họ cung cấp rất nhiều những cái kiến thức, nhiều thông tin về đồng coin. Và tất nhiên là gì, những cái dự án lớn họ muốn mở rộng thị trường ở Việt Nam, muốn marketing đến với cộng đồng Việt Nam, thì họ sẽ chọn những cái đối tác như vậy, những cái tổ chức như vậy. Đấy, thế nên rằng là gì, khi mà một đồng coin đó họ chia sẻ thì các bạn phải cần ý thức được rằng là gì, có thể họ đã được đầu tư tại những cái vòng private rồi, hoặc là họ lại được những ưu tiên, những cái ưu tiên đặc biệt về giá. Đấy. Rồi các bạn thấy rằng là gì? Tiếp tục lại các cái nhà đầu tư, các trader chuyên nghiệp. Những cái người chuyên nghiệp này thì họ sẽ là những người già, gọi là lão làng trong cái thị trường này rồi. Thì họ chắc chắn rằng là gì? Họ sẽ kiếm được tiền. Họ sẽ là gì? Họ nắm bắt được, họ biết cách kiếm tiền. Thì một cái nhóm nữa là gì? Các trader, các nhà đầu tư gamer. Đấy, thì các bạn thấy rằng là gì? Tất cả những cái nhóm này họ kiếm được tiền này là từ các, từ cái nhóm này. Nhóm này sẽ là cái nhóm cung cấp thanh khoản, nhóm này là cái nhóm trả tiền cho tất cả những nhóm này. Cho nên khi các bạn join vào thị trường mà các bạn không có kiến thức thì các bạn nằm trong cái nhóm này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, thị trường crypto nó sẽ như vậy đấy. Nên khi mà hiểu được như vậy, các bạn sẽ ý thức được rằng là gì, ai sẽ là người có lợi thế. Thế thì các bạn sẽ join vào với cái vị thế nào? Các bạn muốn các bạn join vào với những cái nhà đầu tư, các trader chuyên nghiệp, thì các bạn cần phải trang bị kiến thức như thế nào? Còn nếu không thôi thì các anh chị cứ vào nộp tiền, nộp hết tiền rồi rời đi. Thì một thực tế tôi quan sát các bạn, bản thân tôi cũng là vậy, ai cũng đã từng là các cái trader, các cái nhà đầu tư GM. Nhưng khi mà các bạn hiểu được các bạn là ai, thì mình bắt đầu nâng cấp, mình học, mình trang bị kiến thức, thì mình dần 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 mình kiếm được tiền. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái cách mà các bạn chiến thắng ấy, thì đây là một cái tấm hình, đây là một cái tư duy rất là hay mà tôi muốn gửi đến các bạn. Những cái chiến binh chiến thắng các bạn, thì họ đã biết cách thắng lợi
giành chiến thắng trước thì họ mới bắt đầu tham gia chiến. Giống như những cái tổ chức họ làm ra những đồng coi, giống những cái đội market maker, họ đã có kế hoạch, họ đã có lộ trình, họ đã có mọi thứ rồi. Còn trong khi các bạn, những cái người mới, các anh chị thấy những người khác họ kiếm được tiền, thấy rằng là gì, bạn mình nó đang đi làm, xong bây giờ nó nghỉ việc, xong rồi nó mua được chiếc xe ô tô, nó mua được cái nhà, xong các bạn bắt đầu các bạn bay vào, nhưng các bạn không trang bị kiến thức gì hết. Nên rằng là gì, nếu mà các anh chị là những cái người thất bại thì các bạn sẽ vào trận trước rồi sau đó mới tìm cơ hội thành công. Nên nếu những anh chị mà các bạn smart, các bạn mà đã học cái khóa học nhập môn đầu tư tài chính này của tôi này, thì các anh chị phải ý thức được rằng là gì, năng lực của các bạn đang ở đâu. Các bạn là một người mới thì cái bước đi của các bạn như thế nào, thì các bạn cần phải có cái sự ý thức thế đó. Cá nhân tôi khi mà tôi tham gia thị trường crypto này các bạn, và tôi đi dài hạn với thị trường này, thì tôi thấy rằng là gì, thị trường crypto là một cái thị trường nó rất là tiềm năng và là nơi có cái cơ hội thật sự. Thế nên đó là nơi các anh chị hãy làm sao tận dụng được, nắm bắt được nha các bạn. Thì tôi rất là mong muốn chia sẻ những cái kiến thức đến với các anh chị để làm sao các bạn có thể trang bị được, các bạn đi dài hạn với cái thị trường này. Thị trường crypto là một cái thị trường mà tôi dành thời gian full time, toàn thời gian với thị trường này. Và bản thân tôi cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm với cái thị trường này. Thế nên rằng là gì, khi mà tôi chia sẻ điều này để tôi chia sẻ, tôi muốn nói với các bạn biết là thị trường crypto nó có những cái cơ hội rất là lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định. Thế nên đó là lý do tại sao mà các anh chị cần phải có kiến thức để các bạn bảo vệ chính mình. Có kiến thức thì trong lĩnh vực nào các bạn cũng kiếm được tiền. Còn không có kiến thức thì trong lĩnh vực nào các bạn cũng mất tiền. Không phải là thị trường crypto. Thế nên rằng là gì, các bạn phải nhìn thấy được bản chất của vấn đề. Thì là gì, nếu các anh chị thấy cái khóa học này nó hay, nó ý nghĩa, thì các bạn có thể chia sẻ đến ai đó họ thực sự cần. Thì các bạn có thể chia sẻ cái website tuetrading.com này, hoặc là hoctap.tuetrading.com. Và cái mục tiêu của mình là mình mong muốn chia sẻ cái khóa học này, nó đến với khoảng tầm 100.000 người biết đến cái khóa học này. Thì cái khóa học này nó sẽ luôn cập nhật liên tục để các anh chị học tập, các anh chị cập nhật những kiến thức mới. Thì các bạn có thể hỏi trong group chat thì sẽ có những cái chia sẻ. Và tôi rất là biết ơn các anh chị, hy vọng cái khóa học này nó sẽ giúp được cho các bạn một cái điều gì đó. Và tôi rất là mong muốn các bạn hãy trao đi như cái cách các bạn biết đến cái khóa học này. Bởi vì rằng là gì, có một cái lý do gì đó hoặc ai đó chia sẻ các bạn biết đến, mà các bạn thấy rằng là gì, nếu nó giá trị thật sự thì các bạn hãy chia sẻ. Tôi rất là mong muốn rằng là gì, cho đi những cái mà chân thành. Thì các bạn cảm nhận thật sự nhé, các bạn hãy thấy rằng là gì, nó có giá trị, nó có giúp ích một cái gì đó, nó thực sự, thì các bạn chia sẻ, còn không thì thôi. Thì mục đích của tôi là tôi làm khóa học bởi vì là gì, khi mà tôi đã từng trải qua những cái mất mát, thì tôi thấy rằng là gì, nếu như có ai nói với mình những điều này trước thì chắc chắn rằng là gì, mình có những cái sự chuẩn bị tốt nhất nha các bạn. Thì đó là những cái thứ mà tôi muốn gửi gắm đến các anh chị. Thì hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.